Rồi chào bạn, tôi là Nguyễn Xuân Nam, chuyên gia marketing spa hàng đầu Việt Nam đây. Ok, bài học tiếp theo, sự cầu tiến. Một người nhân sự để chúng ta lựa chọn đầu tư vào việc đào tạo và quản trị cho họ thật là tốt, giúp họ phát triển. Một yếu tố rất là quan trọng cần phải có để chúng ta lựa chọn ở họ, đó là sự cầu tiến. Một người cầu tiến đó là một người khi mà họ làm cái vị trí của họ, họ sẽ liên tục học thêm về chuyên môn. Họ sẽ liên tục cải tiến, xem rằng là cái việc gì mà họ làm chưa tốt trong ngày hôm nay thì họ sẽ cải tiến ở ngày mai thông qua cái việc là học tập. Họ sẽ hỏi chúng ta, đúng không ạ, làm sao để họ làm tốt hơn. Họ sẽ hỏi những người đồng đội của họ làm sao để làm tốt hơn. Họ sẽ hỏi khách hàng làm sao để em có thể phục vụ được chị tốt hơn. Và cứ như vậy hàng ngày họ học hỏi liên tục cái chuyên môn của họ. Họ học hỏi liên tục những cái kiến thức liên quan đến xã hội, những kiến thức liên quan đến phục vụ khách hàng. Tất nhiên là với mỗi một vị trí thì người ta sẽ có những cái học tập khác nhau, đúng không các bạn? Thì cái chuyên môn ở đây nó là một điều quan trọng, nhưng cái chuyên môn họ học cái gì thì phụ thuộc vào vị trí của họ. Còn chúng ta chỉ cần nhìn thấy thôi, họ làm sao họ học tập và họ phát triển được cái năng lực cá nhân họ liên tục. Ngày hôm nay tốt hơn ngày mai, tháng này tốt hơn tháng trước, năm nay tốt hơn năm trước, thì đó là một người mà bạn hoàn toàn có thể là lựa chọn để đầu tư cho việc phát triển lâu dài hơn, gắn bó hơn với cái người này. Rồi, nếu bạn thấy hay thì comment hay, nếu có một ý kiến gì khác có thể comment góp ý. Và nếu mà bạn muốn nhận được nhiều video tiếp theo thì có thể bấm nút đăng ký ở dưới đây và sau đó bấm vào chuông thông báo để nhận được những video tiếp theo. Xin chào.